trước luôn. Có điểm có viêm thôi chị. Em đứng ngoài biết rồi. Lần mà mình thấy biết không đó tới tàu. Có dùng kem rồi chứ. Xuống mà có cái là mình đụng vô máu của nhện nó mất đẹp thôi chứ còn điều trị mà xuyên đi mà miết con mấy con bệnh dùm xuống cái dùm mình lại. Được rồi đúng không? Chắn xong 4 phút rồi, bỏ cũng đâu được. Nghe là màn hình trước chứ chập ra ngồi chắc nó cũng sáng. Chắc đang tự chỉnh đó. Đâu lại hả? À. Kì đó. Khùng. Thank you.
Nó không bị cắn là bóp nguyên chồn nó luôn, không khoe đây gì chi. Thấy mụn mà thề lắm không? Lắm không? À ngồi. Lạnh này lạnh như đâu mỏi cái tay đồng mỏi tay quá. Kiểu như di chuyển chỗ mồ cũng có mụn ấy. Kiểu như mụn ấy, đi chỗ mồ cũng có mụn ấy. Mấy con mụn này lại để lại cái lỗ chân mày chân đỡ bị ngay hiền. Thua hả? Thua hả? Em chơi thua hả? Em à? Ừ. Như con mười mấy ngàn. Ừ. Chảy đó, chảy biết đó chị. Chị hay mới nói chị hay nhớ nói chị vô ấy. Thôi chị cũng chảy chắc biết. Chắc góc bị nén tối. Ừ. Ôi cha mẹ em nội bà cô. Nội rồi nó dùng bà cô. Liệu đó. Hmm?